Ok, cho em gửi lời chào thân thương nhất đến toàn thể các bác, các anh em đam mê BCB trên mọi miền tổ quốc. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe để thực hiện những cái đam mê và mục tiêu mới của mình các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục lên cho các bác một số cấu hình anh em chơi Condor nhé. Đấy. Condor thì anh em theo dõi nhé. Đây là những cái phụ kiện cơ bản nhất để anh em sáp lên một cây củ Condor. Với cấu hình cao hay cấu hình thấp thì tùy sở thích của anh em nhé. Anh em có thể nâng cấp cái bình, cái cảnh, cái van hay cái kính. Cấu hình cao thì các bác có thể mua riêng các bác nhé. Đấy. Các bác muốn ráp một bộ cây Condor nhá, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác hai cấu hình nhá, một cây là Condor thẳng dài nhá và một cây Condor talon. Condor thẳng dài thì hôm nay em lên cho các bác cái mẫu xương cá nhá. Đây, các bác quan sát mẫu xương cá, khung xương cá là khung vuông các bác nhá. Cái mẫu khung vuông này cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, cái này chắc chắn bền bỉ các bác nhá. Đấy. Cái mẫu này thì là mẫu mới nhất của 2022, hiện tại đang làm mưa làm gió trên thị trường các bác nhá. Đấy. Cái mẫu này thì các bác dùng nhá, dùng năm này qua năm khác nó không bị lỗi theo thời gian nhá. Cái kiểu dáng thì cực kỳ đẹp, nó không bị lỗi theo thời gian như tình mẫu khác nhé. Đấy, cái một em báo giá cho các bác nhá, một combo khung này, một bộ ruột này, một bộ cò 3 mảnh các bác nhá, một bộ cò 3 mảnh và một bộ cò 3 mảnh và nó sẽ có theo cho các bác là một tay cầm gỗ nhá. Đấy, một khung này, một ruột, một bộ quả ba mảnh và một bộ tay cầm gỗ nha, combo cho các bác nhá. Giá thị trường đang niêm yết nhá, giá thị trường đang niêm yết 1.400.000, em giảm giá cho các bác 1.200.000 các bác nhá. Giảm cho các bác 200.000 khuyến mại trong tháng 8 2022 các bác nhá. Đấy. Còn phụ kiện đi kèm ấy thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái cành nhá. Nên cho các bác mẫu cành, đây, nên cho các bác mẫu cành TK cực đẹp nhá. Mẫu này TK Hồng Kông nhá, hàng loại 1 có tem 7 màu các bác nhá. Đấy. Cái hàng loại 1 nhá thì sẽ bao trùm cho các bác khoảng 100 đến 120 m, nhặt màu thoải mái các bác nhá. Đấy. Đây là mẫu cành hàng loại 1 nhá. Loại 1 thì nó sẽ có 10 khương tiêu chuẩn các bác nhá. 10 khương sẽ là 10 khương vuông nhá, bao cho các bác bao trùm khoảng 100 đến 120 m cành loại 1 nhá. Đấy. Cái này thì sẽ có 14 inch, 16 inch và 20 inch nhá. Các bác lấy cành bao nhiêu inch thì báo em sẽ gửi cho bác cận đấy cành cận đấy inch nhá. Đấy. Ví dụ các bác lấy thẳng dài các bác lấy 20 inch, các bác lấy chơi talon thì các bác lấy 16 inch hoặc 17 hoặc 14 inch tùy các bác nhá. Cành loại 1 hiện tại bên em đang bán giá là 2.100.000 các bác nhá. Khuyến mại giảm giá cho các bác 200, còn 1 triệu, khuyến mại giảm giá cho các bác 300, còn 1.800.000 nhá, trong tháng 8 này. Khuyến mại cực kỳ sốc, cái gì cũng giảm giá cho các bác nhá. Ok chưa? Khuyến mại cho các cành loại 1 nhá, giảm giá còn 1.800.000 nhá. Đấy. Đây, hôm nay em cũng có một cái cành loại 2 nhá, cành loại 2 thanh lý cho các bác nhá. Đây. Cái cành thanh lý nó lúc nãy nó bị han cái đôi chuột đâu, để em nhặt ra em thanh lý cho các bác. Đây có một cái cành loại 2 nhá, cành loại 2 thanh lý cho bác giá 550.000 nhá. Cành loại 2 thanh lý cho bác 550.000, cái này nó bị han một chút đuôi chuột thôi các bác nhá, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cành nhá. Cái mẫu cành loại 2 TK Hồng Kông nhá. Cái mẫu cành loại 2 thì cũng 10 khương các bác nhá, nhưng là 10 khương tròn nhá. Cái con này nó bị han cái đuôi chuột một tí ở ngoài thôi thì em thanh lý cho bác giá 550.000 nhá. Đấy. Thanh lý giá hạt rẻ nhá. Còn em cũng cả báo giá luôn các bác cành loại 2 nhá. Cành loại 2 thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai nhá. 1.200.000 nhá, giảm giá 200.000 cho bác, còn 900.000 nhá, cành loại 2 nhá. Đấy. Em có một cái cành thanh lý nhá, thanh lý cho bác cành 550.000 nhá, nó bị han cái đôi chuột đấy một tí thôi, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cành các bác nhá. Đấy. Thanh lý cho bác duy nhất một cái cành này là giá 550.000 nhá. Còn cành TK loại 1 nhá, cành TK loại 1 đây các bác nhá. Đấy, cành TK loại 1 sẽ có tem 7 màu, khương sẽ là khương 10, khương tuyến vuông các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cái mẫu cành TK loại 1 này giá là 2.100.000. Bán giảm giá khuyến mại cho các bác còn 1.800.000 nhé. Đấy, ok các bác nhá. Đấy. Các bác mình ví dụ các bác có điều kiện các bác làm cả cây về các bác ráp, các bác có thể lựa chọn cấu hình cao thấp thoải mái tùy theo ý thích nhé. Hoặc là các bác nào không có điều kiện thì mình cứ mua dần. Hôm nay mình mua cái van ngày kia, mình mua cái bình ngày kia, mình mua cái kính, xong khung nòng là mình cũng có thể ráp dần lên được các bác nhá. Đấy. Tiếp theo ở đây thì em hôm nay lên cho các bác một cái mẫu van Cricket nhá, mẫu van Cricket, cái này là van Cricket hộp mở các bác nhá. Van Cricket hộp mở bản này là ốc tiết áp, cốc tiết áp phiên bản rồng các bác nhá, cốc tiết áp phiên bản rồng là cái nhất. Cái thứ hai đồng hồ nhá, đồng hồ hơi áp sẽ là sơn alot, đồng hồ xám sơn alot trong ngoài các bác nhá. Đấy, cái mẫu này nhá, mẫu này hiện tại đang được bên em bán với giá công khai cho các bác 850.000 nhá, 850.000 van Cricket hộp mở nhá, 850.000 đấy, ok, giá cực kỳ là rẻ vào thời điểm hiện tại cho anh em nhá. Tiếp theo em lên cho các bác một cái cấu hình tiếp theo là cái bình các bình nhôm đít tròn các bác nhá. Bình nhôm đít tròn này thì mẫu này nhá, hiện tại giá thị trường đang là 850.000, em bán cho các bác giá 750.000 nhá. Ok chưa? Giá rất chi là rẻ nhá. Giá rẻ vô địch các bác nhá. Cái này sơn alot trong ngoài, gen cực kỳ dày các bác nhá. Đấy, mẫu bình này là bình nhôm đít tròn nhá, đang bán giảm giá 750.000 đấy. Anh em nào cần thì gọi điện trực tiếp đến 3 đầu số trên của shop nhá để đặt hàng về cho mình. Tiếp theo em lên cho các bác về hai cái mẫu giảm, 3 mẫu giảm nhá. Đây, các bác muốn cái này là hai cái mẫu Sumo và Sniper nhé, Sumo và Sniper. Cái này sẽ là định tâm bằng nhựa các bác nhé, định tâm bằng nhựa, cái này triệt âm khá là tốt nhá. Đồng giá cho các bác hai loại nhá, phi 30, phi 35 nhá. Một giảm Sumo, một giảm Sniper, đồng giá cho các bác giá 350.000 nhá. Cái này triệt âm cực tốt và êm nhá. Hai cái mẫu này bây giờ các bác đang sử dụng rất là nhiều. Cơ bản là sao các bác dùng nhiều thế, vì các bác bắn cực kỳ là êm, triệt âm khá là tốt, lên đến 99,9% nhá. Còn các bác nào muốn bút neo nhá, bút neo thì em sẽ lên cho các bác một cái giảm nhá, giảm phi 35, phi 35 bút neo tiến lùi 3 khúc. Hai cái mẫu Sniper và Sumo này cũng tiến lùi 3 khúc các bác nhá. Hai mẫu này cũng tiến lùi 3 khúc, cái mẫu này cũng tiến lùi 3 khúc cho các bác luôn nhá. Cái mẫu bút neo tiến lùi 3 khúc này thì em đang bán nhá, phi 35, bán công khai giá cho các bác là 400.000 nhá. 400.000. Đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Anh em nào thích ship đến đầu giường ok nhá. Đây, ở đây thì em sẽ lên cho bác một cái mẫu kính đắt và một mẫu kính rẻ nhé. Kính rẻ hôm nay em lên cho bác mẫu kính VTR 4-16x42 AOC các bác nhá. Cái mẫu này đời mới nhá, đời mới có đèn hồng tâm này, có vỉ cài kẹo nhá, ok chưa? Đấy. Cái này thì tâm sẽ là tâm dây các bác nhá. Con này chống rung chống giật cũng cực kỳ là tốt nhá. Bao cho các bác khoảng 80m đến 100m nhá, bao nhặt mồi. Cái này thì nhìn rõ nét nhá, khoảng 80m đến 100m ok. Báo giá công khai cho các bác con kính này nhá, hiện tại đang được bên em bán với giá 1 triệu nhá. Hôm nay giảm giá cho các bác còn 950.000. Mẫu kính Discovery VTR 4-16x42 AOC nhá. Đấy, các bác nào muốn mua kính hay mua bất cứ thứ gì thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của shop các bác nhá. Đây, tiếp theo các bác nào muốn cấu hình cao hơn một chút nhá, cao hơn một chút thì em sẽ lên cho các bác một cây kính BSA nhá. BSA TMD nhá, 4-14x44 FFB. Con này là chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, đang đứng đầu phân khúc trong tầm tiền 1.8 triệu quay đầu các bác nhé. Con này thì em bán cho các bác giá công khai nhá, 1.800.000 nhá, 1.800.000. BSA nhá, có ốc định tâm khứa hai cạnh các bác nhá. Đấy, có ốc định tâm khứa hai cạnh này đấy. Cái này thì tâm sẽ là tâm khắc kính hai dãy số các bác nhá, chống rung, chống giật, có một chấm tròn ở giữa. Anh em đặc biệt là trước ấy, con kính BSA là một niềm ao ước của cả một thế hệ các bác nhé. Nhưng hiện tại bây giờ giá rất chi là rẻ rồi, giá rẻ tụt quần, ai cũng có thể mua và sử dụng được các bác nhé. Con này giá công khai cho các thời điểm hiện tại nhá, BSA nhá, tâm khắc kính hai dãy số nhá, giá 1.800.000. Cái này là phiên bản hàng loại 1 các bác nhé, phiên bản hàng loại 1 các bác nhìn này, cái nắp chụp là nó sẽ dài nhá, còn cái phiên bản hàng loại 2, hàng kém chất lượng là cái nắp chụp này nó ngắn hơn một chút các bác nhá. Đấy, cái này nắp chụp dài nhá, bản đủ của nó các bác nhá. Đấy, ok chưa? Chữ sẽ là chữ khắc vàng các bác nhá, chữ khắc vàng đấy, có tem 7 màu ở đây và ở đây nó có một cái ốc định tâm ở dưới cái tem này các bác nhá. Đấy, ok, cái mẫu này nhá, bán với giá công khai cho các bác là 1.800.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Thì một cái video rất chỉ là ngắn thôi, em xin báo giá lại cho các bác nhá. Một bộ combo khung ruột tay cầm gỗ 2 mảnh và cò 3 mảnh nhá, giá 1.2 triệu. Cành TK loại 1 2.100.000 giảm giá còn 1.800.000 nhá. Cành TK loại 2 nhá, TK loại 2 thì giá 1.2 triệu giảm giá còn 900. Em có một cái cành thanh lý nhá. Cái cành thanh lý này nó han ở cái đuôi chuột này một chút, thanh lý cho bác giá 550.000 nhá. Ok. Van Cricket nhá, van Cricket hộp mở nhá. Phiên bản cốc tiết áp rồng nhá, cái này giá sinh viên cho bác 850.000. Còn cái bình nhôm, bình nhôm đít tròn nhá, bán giảm giá cho bác còn 750.000 các bác nhá. Đấy. Còn giảm kia nhá, Sumo và Sniper đồng giá cho bác 350.000. Cái giảm bút neo phi 35 nhá, giá là 400.000 các bác nhá. Đấy. Thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ạ.